bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Từ vọng tâm giữ chân tâm. Kinh Hoa Nghiêm có câu: Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là ai muốn hiểu biết tận cùng hết thảy ba đời chư Phật, phải quán tánh của pháp giới, hết thảy là do tâm tạo. Quý vị hành động với tâm Phật thì quý vị là Phật, hành động với tâm Bồ Tát, quý vị là Bồ Tát. Hành động với tâm duyên giác, quý vị là duyên giác, hành động với tâm thanh văn, quý vị là thanh văn. Tư duy với tâm trời, quý vị là trời, suy nghĩ với tâm người, quý vị là người. Suy tư với tâm Atula, quý vị là Atula. Hành động với tâm súc sanh, quý vị là súc sanh. Hành động với tâm ngạ quỷ, quý vị là ngạ quỷ. Hành động với tâm người ở địa ngục, quý vị là quỷ địa ngục. Bởi vậy nên có câu: Mười pháp giới dính liền với một niệm sanh khởi trong tâm. Như vậy mới biết rằng hết thảy mọi thứ đều do tâm tạo. Có bài kệ nói về tâm đầy ý nghĩa như sau: Tam điểm như tinh bố, loan câu tự nguyệt nha. Phi mau tổng tư khởi, tác Phật giả do tha. Tam dịch: Ba chấm như chòm sao, móc công như hình trăng mới. Mang lông từ đây ra, thanh Phật cũng do đấy. Quý vị hãy nghiên cứu cho kỹ, bài kệ này nói về tâm thật là chí lý. Quý vị hãy duy trì chánh tâm, vứt bỏ tà tâm. Thế nào là chánh tâm? Đó là tâm Bồ Đề, tâm bình đẳng, tâm từ bi, tâm thương xót, tâm bố thí và tâm hộ thiện. Thế nào là tà tâm? Đó là những tâm ích kỷ, tự lợi, đố kỵ, oán hận, kiêu ngạo và vọng tưởng. Mục đích của người tu đạo là loại trừ vọng tâm và giữ lấy chân tâm. Hay nói một cách khác, chúng ta cần phải vứt bỏ tà tâm và nuôi dưỡng chánh tâm. Nếu trong mỗi hành động của chúng ta có chánh niệm, tức là ta có chánh tri chánh kiến. Nếu là tà niệm thì ta có tà tri tà kiến. Người có tà niệm thấy điều trái cho là phải, thấy điều phải cho là trái. Y lầm lẫn giữa tốt và xấu và không phân biệt được giữa trắng và đen. Bất kỳ hành động nào y làm cũng tự cho là đúng, nhưng vì hiểu sai nhân quả nên y tạo tội nghiệp, để rồi bị đọa xuống địa ngục, nhưng y vẫn chưa hiểu tại sao. Bởi vậy, chư Phật đã khổ tâm khuyên bảo, dặn dò chúng ta rằng, chớ đi lầm đường hãy tránh xa các ngõ cụt, những con đường cùng không lối thoát. Đây còn là lời nhắc nhở cho những người tu đạo không được tạo ác nghiệp tại chốn đạo tràng. Có câu nói như sau: Chớ vì cho điều lành nhỏ mà không làm, chớ vì thấy điều ác nhỏ mà làm. Từng giờ từng khắc quý vị phải cẩn thận, hãy đề cao cảnh giác tựa như mình đang đứng bên bờ sâu vực thẳm, hoặc như đang bước chân trên mặt băng mỏng vậy. Tại sao phải đề cao cảnh giác? Để thường xuyên chăm chú theo dõi tự tâm, phát hiện cho ra những âm mưu, thủ đoạn xấu của mình. Để làm gì? Để tự cải thiện những thói hư tật xấu của mình, bỏ đi những hành vi gây tai hại cho người khác, hay vứt bỏ đi cái tập khí thông minh quỷ quái và con trùng lanh lợi. Ghi chú: Con trùng lanh lợi. Con trùng ở đây ý muốn nói ký sinh trùng. Ký sinh trùng là động vật sống bằng cách hút chất dinh dưỡng từ cơ thể của những sinh vật khác. Con trùng lanh lợi thì có đồng ý nghĩa với con quỷ thông minh. Con quỷ thông minh nghĩa là gì? Con quỷ thông minh ý muốn nói sự tinh khôn, ranh mạnh, đầy mánh khóe, mưu mẹo, luôn tìm cách xoay sở để tìm lợi lộc hoặc lợi thế cho riêng mình và làm ngơ đi sự sống còn của kẻ khác. Quý vị hãy tự xem xét hành vi và tư tưởng của mình cho rõ ràng. Chớ sống ngày qua ngày một cách hồ đồ, trong mê muội như cái mù dẫn người mù. Và chớ dối trá lường gạt lẫn nhau, vì những hành vi này khiến cho thế giới càng ngày càng lâm vào cảnh nguy cơ, dẫn chúng ta tới ngày mạt thế, để rồi loài người sẽ đi đến chỗ diệt vong. Người có chánh niệm thì có thể dẫn dắt nhân loại đi trên con đường chánh đại quang minh. Trên con đường này, mọi người hãy đồng một lòng, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Quý vị giúp tôi giúp quý vị. Tất cả đều phải có một tinh thần tương trợ với nhau. Có câu châm ngôn rằng, giúp người là nguồn khoái lạc, hoặc làm điều thiện là niềm vui sướng tột cùng.
Không có lời nói nào diễn tả cho trọn vẹn được nỗi niềm sung sướng được phát xuất từ một tấm lòng hảo tâm, kiên quyết làm việc từ thiện. Chỉ những ai đã từng làm việc lành mới tận hưởng được hương vị hạnh phúc này. Quý vị hãy thử làm việc thiện để xem mùi vị của nó như thế nào. Ồ, cái lạc thú đó thật là tuyệt diệu. Bằng mọi giá, quý vị phải tránh đi những con đường quanh co khúc khuỷu, vì không những nó khiến ta sẩy chân, mà còn đưa người khác lâm vào chỗ bế tắc. Chỉ khi nào tâm của quý vị đã được chánh đại quang minh, thì quý vị mới có thể chiếu soi và phá tan hết mọi hắc ám. Ha ha ha,